Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, sáng nay, ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến thăm kéo dài từ hôm nay đến ngày 20 tháng 8. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc cũng là dịp để hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ đảng, hai nước, Việt Nam, Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.